Nam Mô Bụt Thầy. Đây là chương trình Phật Pháp của Gautama trên đất Quà Bảo Thọ, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến... ...10 giờ 30 sáng. Cali 5 giờ 30 đến 7 giờ. 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều. Sydney, 12 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Còn Metta Banya thành kính lệnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay chủ nhật, ngày 13 tháng 2 năm 2022, Phật lịch 2565, môn học thắng pháp Abhidhamma. Chương 7, tốt yếu tâm ngoại lộ. Vithi Mutta Chitta Sangaha, bài 59, giải về 31 cõi. Umi Veda. Thượng tọa Tề Siêu biên soạn và giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiệp, tam nghiệp, đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Thầy. Một tâm đảnh lễ Đức Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị đáng nhận lệ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu của Đức Phật Bảo, nguyện cầu của Đức Pháp Bảo, nguyện cầu của Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chị thiền đã văn tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chứ toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Đức sư thú thành thầy, chúng con thành kính lần lễ truyền thụ tạm minh hạnh. Bạch chư tôn đức kính, bài học hôm nay chương 7, yếu tâm ngoại lộ. Vithi Mutta Chitta Sangaha, giải về 31 cõi, Bhumi Veda. Tổng quát có 4 cõi, cõi bất hạnh, Apaya Bhumi, cõi vô dục giới, Kamasugati Bhumi, cõi sắc giới, Rupa Vachara Bhumi, cõi vô sắc giới, Arupa Vachara Bhumi, hoặc có 3 cõi, cõi dục giới, Kama Vachara Bhumi, cõi sắc giới, Rupa Vachara Bhumi, và cõi vô sắc giới, Arupa Vachara Bhumi. Cõi bất hạnh, Apaya Bhumi hay cõi khổ Dukkati có 4 là: 1 địa ngục Nirayo, 2 bằng sanh Tirakcha Nayoni, 3 ngạ quỷ Peti Visayo, 4 Atula Asura Kayo. Cõi vô dục giới Kama Sugati Bhumi có 7 cõi là: 1 nhân loại Manasa, 2 tứ đại thiên vương Chattamma, Hara, Vikha, 3. Tam thập tam thiên, Tavatimsa, 4. Yama thiên, Yama, 5. Đâu suốt đà thiên, Tushita, 6. Hóa lạc thiên, Nimma, Narati, 7. Hóa tự tại thiên, Paranim, Mitava, Savati. 4 cõi bất hạnh và 7 cõi vui dục giới, gom chung là 11 cõi dục giới.
Cõi sắc giới Rupa Vachara Bhumi có 16 cõi, gồm 3 cõi sơ thiền, 3 cõi nhị thiền, 3 cõi tam thiền và 7 cõi tứ thiền. 3 cõi sơ thiền Pathamaccha Bhumi, 1. Phạm chúng thiền Brahma Parisaccha, 2. Phạm phụ thiền Brahma Purohita, 3. Đại phẩm thiền Maha Brahma. Ba cõi nhị thiền Dutiya Dutiya Chana Bhumi, 1. Thiều quang thiền Parita Pha, 2. Lộ thượng quang thiền Appamana Pha, 3. Quang âm thiền Appasara. Ba cõi thâm thiền Tathicca Chana Bhumi, 1. Thiều tịnh thiền Parita Supa, 2. Vô lượng tịnh thiền Appamana Supa, 3. Biến tịnh thiền Supa Kinha. Bảy cõi tứ thiền Chattutha Chana Bhumi, 1. Quảng quả thiền Vehapala, 2. Vô tượng thiền Asanya Chatta, 3. Vô vọng thiền Abhiha, 4. Vô nhiệt thiền Atapha, 5. Thiện hiện thiền Chudasa, 6. Thiện kiến thiền Chudasi, 7. Sắc cú cánh thiền Akanitha. 5 cõi tứ thiền vô phiền, vô nhiệt, thiện hiện, thiện kiến và sắc cú cánh, gọi chung là ngũ tịnh cư thiền Panchasu Thadasa Bhumi. Gọi vô sắc giới Arupa Vachara Bhumi có 4 cõi là: 1. Gọi không vô biên xứ Akasanyancha Vatasna Bhumi, 2. Cõi thức vô biên xứ Vinya Nang Cha Chatana Bhumi, 3. Cõi vô sở hữu xứ Akin Nang Cha Chatana Bhumi, 4. Cõi phi tưởng phi tưởng xứ Nevasanya Nasanya Chatana Bhumi. Như vậy 11 cõi dục giới có 16 cõi sắc giới với 4 cõi vô sắc giới, gồm có 31 cõi. Giải 11 cõi dục giới Kama Vachara Bhumi, 4 cõi bất hạnh Appaya Bhumi. Cõi bất hạnh Appa cộng Aya bằng Appaya, mất đi hạnh phúc trời, người và hạnh phúc Niết Bàn nên gọi là cõi bất hạnh. Cõi bất hạnh cũng còn gọi là Dukkati, Duk cộng Gati bằng Dukkati, khổ cảnh, khổ thú. Niraya địa ngục, Ni cộng Aya bằng Niraya, chỗ không bao giờ có an vui gọi là địa ngục. Nhưng chữ địa ngục, ngục giam dưới lòng đất, từ này mượn xài chứ không phải nghĩa của chữ Niraya. Có rất nhiều cõi địa ngục mô tả trong kinh, chúng sanh tùy theo ác nghiệp kiểu gì sẽ sanh trong cõi địa ngục tương xứng. Tirachani Yoni, chủng loại bàn sanh gồm hai từ Tirachani đi ngang, Chiro Anchatiti Tirachana Yoni, sanh loại, chủng loại. Hợp từ Tirachana Yoni nghĩa là sanh loại thân nằm ngang khi di chuyển, thú vật, côn trùng. Có 4 loại bàn sanh: 1. Bàn sanh không chân Abada Tichana, 2. Bàn sanh hai chân Dipana Tichachana, 3. Bàn sanh bốn chân Chattupada Tirachana, 4. Bàn sanh nhiều chân Bhupada Tirachana. Hoặc có 2 loại bàn sanh: loại sanh trên đất Kalacha Tirachana, loại sanh trong nước Odakha Tirachana. Peti Visayo gồm hai từ Peti và Visaya. Peti hay Petanang, sa mù hồ, bọn ma đói, ngạ quỷ. Visara cảnh giới, phạm vi. Hợp từ Peti Visaya có nghĩa là cảnh giới của bọn ngạ quỷ.
chúng sanh trong cảnh giới này lãnh chịu các ác nghiệp dư sót, sống đói xác, sống đói khát, trôi nổi ở những nơi tâm tối dơ bẩn. Có rất nhiều loại ngạ quỷ được mô tả trong kinh. Chú giải Petabattu đề cập tiêu biểu có bốn loại ngạ quỷ. Một, ngạ quỷ sống nhờ người khác hồi hướng. Paradatupa vi chivika peta. Hai, ngạ quỷ hành hạ bởi đói khát. Upita sika peta. Ba, ngạ quỷ bị lửa thiêu đốt mọi lúc. Nichasmatang vika peta. Bốn, ngạ quỷ có tên của Atula. Kalapkan chinka peta. Asura kayo gồm hai từ Asura và Kaya. Asura được dạy rằng ngã suranti isariya khi là tihiti. Asura hàng phi nhân không tươi sáng về sự tự do lạc thú vân vân, gọi là Atula. Kaya là nhóm bọn. Bài học từ Asura kayo nghĩa là chúng Atula. Chúng Atula hộ cảnh này là một loài ngạ quỷ có tên Kalakan Chika Peta, thường di chuyển ở những nơi hoang vắng như rừng, núi, vực thẳm, biển, hải đảo, v.v. Chúng Atula hộ cảnh này không phải là hạng Atula đối địch với chư thiên. Chúng sanh trong bốn cõi bất hạnh là hạng người khổ vô nhân. Chugati Ahetu Kapugala, tục sinh bằng tâm quả bất thiện, ý thức giới, tâm quan sát quả bất thiện. Bảy cõi vui dục giới, Kama Sugati Phumi. Sugati Phumi, cõi vui, bao gồm cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới, nên mới gọi cõi vui dục giới để phân biệt và cũng để tách biệt với cõi khổ, vì dục giới có cõi vui và cõi khổ. Kama Sugati Phumi, cõi vui dục giới là những cõi mà chúng sanh thường thấy sắc đẹp, nghe tiếng hay, ngửi mùi thơm, nếm vị ngon, xúc lạc thọ. Có bảy cõi vui dục giới là cõi nhân loại và sáu cõi thiên tiên. Bảy cõi này chúng sanh được sanh ra do quả của tâm đại thiện, do đời trước làm việc lành như bố thí, trì giới, tu tiến, vân vân. Manusasa hay manusa mi, và nhân loại manusa, loài người, phu mi cõi phạm vi, manusa năng phu mi chỉ manusa phu mi, thì hạ của loài người gọi là cõi nhân loại hoặc manusa năng ni và giả chỉ manusa, chỗ ở của loài người gọi là cõi nhân loại dạng chỉ manusa. Nhân loại nghĩa là loài có tâm ý phong phú. Mano usanang etisanti manusa, loài suy nghĩ, hiểu biết điều lợi ích và không lợi ích gọi là nhân loại. Athanatthang manati jana titi manuso, loài suy nghĩ, hiểu biết điều thiện và bất thiện gọi là nhân loại. Kusala kusalang manati cha na chi ti manuso, loài suy nghĩ, hiểu biết nguyên nhân và không phải nguyên nhân gọi là nhân loại. Karana karanang manati cha na chi ti manuso, và nhân loại có 11 hạng người nương ở trừ người khổ, gồm 3 hạng phàm nhân và 8 hạng thánh nhân. Các hạng này tục sinh bằng 9 tâm quả là 8 tâm đại quả và 1 tâm quả thiện vô nhân, ý thức giới, thọ xã, tâm quan sát, thọ xã. Số cõi thiên tiên Deva Phumi gọi là thiên tiên Deva, là những chúng sanh chỉ vui chơi với năm dục lạc. Anh chạy hi kàm mà khun hệ hi tiếp bàn tí khi làn tí tí Deva. Chatimma Hatra Chika Phumi, quan thứ đại thiên vương, cõi do bốn vị đại thiên vương cai quản. Bốn vị đại thiên vương quốc thiên vương Datarata,
Tăng trưởng thiên vương Virupakha Khaka, Quảng mục thiên vương Virupakha, Đa văn thiên vương Kuvera, thiên vương Tathagata cai quản chúng Càn Thác Bà Gandhaba, thiên vương Virupakha cai quản chúng Cu Bàn Trà Khâm Phan Đa, thiên vương Virupakha cai quản ngoài rồng rắn Naga, thiên vương Kuvera cai quản loài dạ xoa Yakha. Vậy tứ đại thiên vương cũng có 11 hạng người nương, trừ người khổ và chúng sanh ở đây thực sinh bằng chính tâm quả là tám tâm đại quả và một tâm quả thiện vô nhân, ý thức giới thọ xã. Tava Timsa, gọi tam thập tam thiên đạo lợi. Tava Timsa, độc âm là đạo lợi. Biến dạng từ chữ Tết Timsa, dịch nghĩa là tam thập, tam 33. Cõi trời này có tên như vậy là vì là nơi mà 33 vị thiên tử uy lực ngự trị, đứng đầu là Thiên Chủ Đệ Thích, Sakko Đệ Bình Đồ. Chính tại cõi trời này là nơi Đức Phật đã thuyết tạng vi diệu pháp. Thiên Chủ Đệ Thích là vị thánh đệ tử của Đức Phật, đã chứng sơ quả khi Đệ Thích đến hỏi pháp và được Đức Phật trả lời. Kinh Trường Bộ Đệ Thích Sở Vấn Sakkapanha Sutta. Tại cõi trời đau lợi có bảo tháp ngọc bích tên Chuân Lạ Mạnh Nghi. Tôn trí thời xá lợi răng nhọn của Đức Phật và tóc của Ngài đã cắt bỏ lúc xuất gia. Cha Ma, gọi dạ ma thiên. Cha Ma, độc âm Cha Ma. Gọi dạ ma là chú xứ của những vị trời Yama Yama là chi dạ. Trời Ma là những chúng sanh tất biệt đau khổ. Dukkato chata apaga tati yama. Chư thiên cõi yama chỉ có thiên thôi, không có những phiền toái như chư thiên cõi đạo lợi và cõi tứ đại vương. Thiên tử cai quản cõi trời yama là thiên tử. Tusita đau súc là độc âm của chữ Tusita. Tusita và đối xuất là chú xứ của những vị trời Tusita, Tusita Năng, Nivasati, Tusita. Vị trời Tusita là nhân thường có tâm hoan hỷ, thỏa mãn, không hề có sự tổng. Nichang Tusanti, Eta, Nipata, Devati, Tusita. Cõi đối xuất luôn có sự tươi vui, hoan hỷ, chứ vị Bồ Tát trước khi giáng sanh cõi nhân loại để chứng ngộ quả vô thượng chánh đẳng giác kiếp ấp cho đều sanh vào cõi đau xuất chờ đúng thời gian trần. Đây là lý do mà cõi đau xuất gọi là cõi siêu việt hơn các cõi trời khác. Nimmanarati, cõi hóa lạc thiên. Cõi hóa lạc thiên là chú xứ của vị trời hóa lạc Nimmanarati Năng Nivasati. Nimmanarati, chư thiên hóa lạc là những vị trời có khả năng tự biến hóa ngũ dục theo ý thích rồi quy hưởng. Chattha ucchete phukhe yamameva nimini thwa ramanti etati ninimma narati. Ở cõi hóa lạc thiên không có sẵn thiên lạc, không có sẵn thiên nữ hay thiên nam để hoàng lạc, mà vị trời ấy muốn hưởng lạc chi thì tự biến hóa ra mà thỏa mãn. Paranim mitava savatti, cõi tha hóa tự tại thiên. Cõi tha hóa tự tại thiên là chủ xứ của các thiên tiên tha hóa tự tại. Paranim mitava savatti nang nivatati thi paranim mitava vatat savatti. Chư thiên tha hóa là những vị trời có uy lực đặc biệt. Vừa khởi ý thức thiên lạc gì, thì tức khắc có các thiên tiên khác biến hóa cho hưởng thụ. Thích gì được nấy. Taro Ruchin Nhà Thòa Parekhi Nim Mitesu Phukhe Su Vatsang
Atati Hetati Paranim Mitava Savati. Ở cõi tha hóa tự tại thiên, không có sẵn thiên lạc bày ra đó. Cũng như ở cõi hóa lạc thiên mà các thiên nam hay thiên nữ cõi này khởi lên ý muốn hưởng lạc gì, thì có người khác hiện ra cho thỏa mãn. Ở trời dục giới cao, tam thập tam thiên, dạ ma thiên, đâu xuất thiên, hóa lạc thiên và tha hóa tự tại thiên, đều có 10 hạng người, đương trú là phàm nhị nhân, phàm tam nhân và tám hạng thánh. Tâm tái tục của chư thiên trong các cõi này là tám tâm đại quả và 16 cõi sắc giới. Rupa vachara bhumi. Rupa vachara bhumi, cõi sắc giới có hai nghĩa. Rupa vachara năng bhumi ti. Rupa vachara bhumi, địa vực của các tâm quả sắc giới sinh khởi làm việc tục sinh, ngũ phần và tử, gọi là cõi sắc giới. Rupa pra mạn năng bhumiti rupa varit vachara bhumi, nơi cư trú của các phạm thiên hữu sắc, gọi là cõi sắc giới. Tiếng Brahma phạm thiên có Bali chú đại rằng Vahanti Patanti Atipatni Tehi Chana Thikhu E Thiti Brahmano. Những chúng sanh tu tiến tăng trưởng với các đức tính tuyệt hảo như thiền định vân vân, gọi là những phạm thiên. Những chúng sanh tục sinh do quả của thiền chứng sắc giới, gọi là phạm thiên hữu sắc. Cõi sống của các phạm thiên ấy gọi là cõi sắc giới. Cõi phạm thiên tất nhiên rực rỡ, huy hoàng hơn cõi thiên tiên dục giới về thiên cung, dung sắc và tuổi thọ. 16 cõi sắc giới gồm có ba cõi sơ thiền, ba cõi nhị thiền, ba cõi tam thiền và bảy cõi tứ thiền. Ba cõi sơ thiền Vatthamacchana Bhumi là ba cõi phạm thiên tục sinh bằng tâm quả sắc giới sơ thiền. Do sự tu chứng sơ thiền, thiền đắc chủng khác nhau nên sinh lên cõi sơ thiền có ba bậc. Một, cõi phạm thiên Brahmavasaccha Bhumi là địa hạ của những vi phạm thiên hội chứng phạm của đại phạm thiên. Những vị trước đây tu tiến sơ đắc chủng hy thiểu paritang và về thị nên sanh tương xứng vào hạng phạm chúng thiên. Hai, cõi phạm phụ thiên Brahma Purohita Bhumi là địa hạ của những vị phạm thiên phò tá cho đại phạm thiên. Những người trước đây tu tiến sơ thiền đắc chủng trung bình Machitang và về thị nên sanh tương xứng vào hạng phạm phụ thiên. Ba, cõi đại phạm thiên Maha Brahma Bhumi là địa hạ của vị phạm thiên quyền lực nhất cai quản cõi sơ thiền. Những người trước đây tu tiến sơ thiền đắc chủng tuyệt hảo Paditang và về chi nên sanh tương xứng vào hạng đại phạm thiên. Ba cõi sơ thiền thực ra không phải là ba địa phận nằm theo thứ tự mà cùng một khu vực, nhưng các phạm thiên do uy lực nên ở địa hạt nào thì gọi loại ấy. Như phạm thiên ở địa hạt một hội chúng thì gọi là cõi phạm chúng thiên. Cũng như trong xã hội loài người phân ra có giới thượng lưu, trung lưu, hạ lưu, nhưng cũng cùng trong một lãnh thổ. Cõi sơ thiền xuất hiện chín hạng người đều là hạng tâm nhân, gồm một hạng phàm tâm nhân và hạng thánh nhân. Ba cõi nhị thiền Uttiya Chachana Bhumi là ba cõi phạm thiên tục sinh bằng tâm quả sắc giới nhị thiền và quả sắc giới tam thiền. Do sự tu chứng nhị thiền thiện và tam thiền thiện đắc chủng khác nhau nên sanh lên cõi nhị thiền có ba bậc. Một, cõi thiền quang thiên Pritta và Bhumi là địa hạt của những vị phạm thiên có hào quang kém hơn các vị phạm thiên, địa vị cận thần và địa vị phạm chủ trong cõi nhị thiền. Đó là những phạm thiên trước đây tu tiến nhị thiền, tam thiền, đắc chủng hy thiểu, nên sanh tương xứng vào cõi thiểu quang thiên, có địa vị như dân chúng trong cõi nhị thiền. Hai,
cõi vô lượng quang thiên. Appamana Phabhumi là địa hạ của những vị phàm thiên có hào quang thù diệu hơn các vị thiệu quang thiên. Các phàm thiên này có địa vị cận thần trong cõi nhị thiền, gọi là phạm vụ vô lượng quang thiên. Do trước đây những vị ấy tu tiến nhị tam thiền đắc chủng trung bình nên sanh tương xứng vào vô lượng quang thiên. 3. Cõi quang âm thiên Aprasara Phumi là địa hạ của vị phạm chủ trong cõi nhị thiền. Phạm thiên này có hào quang chói lòa rực rỡ hơn các phạm thiên thiệu quang và vô lượng quang, cho trước đây tu tiến nhị tam thiền đắc chủng tuyệt hảo nên sanh tương xứng vào địa hạ quang âm thiên. Ba cõi nhị thiền là cõi sanh của những vị đắc nhị thiền, định vô tầm vô tứ, theo kinh tạng của những vị đắc nhị thiền, định vô tầm vô tứ, và đắc tam thiền, định vô tầm vô tứ, theo thắng pháp. Chính vì vậy mà nói, quả nhị thiền tái tục bằng tâm quả nhị thiền và quả tam thiền sắc giới. Ba quả nhị thiền cũng chung một địa phận, nhưng khác địa vị thôi. Các vị thiệu quang thiên là phạm chúng, các vị vô lượng quang thiên là phạm vụ, vị quang âm thiên là phạm chủ. Quả nhị thiền cũng xuất hiện. Chính ba cõi tam thiền, cha cha na phù mi là cõi phạm thiên tục sinh bằng tâm quả tứ thiền sắc giới theo thắng pháp. Theo kinh tạng thì cõi tam thiền do đắc tam thiền sắc giới mà sanh lên, do sự tu chứng thiền đẳng cấp khác nhau nên sanh lên cõi tam thiền có ba địa vị: một, cõi thiểu tịnh thiên vita su pa phù mi là địa hạ của các phạm thiên có vần hào quang trong sáng trong ngần bao khắp châu thân, nhưng còn kém xa phạm thiên vô lượng tịnh biến tịnh. Bậc tu tiến tứ thiền đắc chủng thông thường nên sanh vào cõi thiệu tịnh thiên với địa vị phạm chúng. Hai, cõi vô lượng tịnh thiên appamma na supa mi là địa hạ của các phạm thiên có vần hào quang trong suốt thắng xa các vị thiệu tịnh thiên. Bậc tu tiến tứ thiền sắc chủng trung bình nên sanh vào cõi vô lượng tịnh thiên với địa vị phạm phu, cõi tam thiền. Ba, cõi biến tịnh thiên xuất phát kinh hà phù mi là địa hạ của phạm thiên có vần hào quang trong ngần đẹp lạ tỏa khắp châu thân suốt ngày đêm. Bậc tu tiến tứ thiền đắc chủng tuyệt hảo nên sanh lên cõi biến tịnh thiên với địa vị phạm chủ cõi tam thiên. Các phạm thiên cõi tam thiền do năng lực chứng đắc thiền có yếu mạnh khác nhau nên sanh vào cõi này mới có vị trí khác nhau như là phạm chúng, phạm phụ và phạm chủ. Chữ xuống pha tình hảo tốt đẹp lộng lẫy là nói đến ánh sáng đẹp, hào quang rực rỡ. Tiếp đầu ngữ số tốt đẹp và danh từ pha ánh sáng hào quang thành su pháp tịnh quang ánh sáng rực rỡ. Cõi tam thiền cũng xuất hiện chín loại người là phàm và tám bậc thánh. Bảy cõi tứ thiền chất tu tha cha na phù mi là cõi của các phàm thiên mà tục sinh do mạnh lực của ngũ thiền sắc giới nói theo hệ thống năm thiền, tương đương là tứ thiền nói theo hệ thống bốn thiền. Có ba trường hợp: a, hạng phàm tam nhân đắc ngũ thiền sắc giới vô nhiễm tưởng sanya viraga, người về sau hạng này chết gọi vô tưởng, gọi là vô tưởng có bốn danh uẩn như có chú giải dati sanya mukhena chattaro arupa khantha ete sanji asanya, bốn danh quẩn với tưởng đại diện không có cho những người nào thì người đó gọi là bậc vô tưởng. B, hạng phạm tam nhân hạng thánh nhập lưu, hạng thánh nhất lai đắc ngũ thiền sắc giới sau khi mạng chung sanh vào cõi quảng quả. C, hạng thánh quả bất lai đắc ngũ thiền sắc giới sau khi mạng chung sẽ sanh vào cõi tình cư. Cõi tình cư phân ra có năm cõi gọi là ngũ tình cư. Giải bày cõi tứ thiền: 1.
cõi quả quả thiên. Về hấp phát lạ phù mi là cõi của những phạm thiên có quả thiền rộng lớn, không thể bị hoại diệt. Dù thế giới này có bị hoại do lửa, nước, gió. Thế giới hoại do lửa thì ba cõi sơ thiền bị ảnh hưởng hoại theo. Thế giới hoại do nước thì ảnh hưởng đến ba cõi nhị thiền cũng hoại theo. Thế giới hoại do gió thì ảnh hưởng đến ba cõi tam thiền cũng hoại theo. Từ cõi quảng quả tứ thiền trở lên không bị hoại do các gì cả, nên gọi là cõi quảng quả quả thiền rộng lớn. Cõi tứ thiền quảng quả xuất hiện chín loại sinh hạng người là phàm tâm nhân và tám bậc thánh. Phàm tâm nhân sanh vào cõi này rồi có thể đắc quả thánh, vì nhập lưu sanh vào cõi này rồi có thể đắc quả thánh cao hơn, vì nhất lai sanh vào cõi này rồi có thể tiến đến bậc bất lai và ứng cúng. Vì thế nói rằng cõi quảng quả xuất hiện chín hạng người. 2. Cõi vô tưởng Asanya Sattapumi là cõi của những chúng sanh không có tâm thức, chỉ có sắc nghiệp thôi, do nguyện lực thiền. Một câu hỏi đặt ra là, loài chỉ có sắc vô tri giác, sao gọi là chúng sanh? Đáp, vì có sắc nghiệp mạng quyền. Kamma cha chi pitin riya rupa, bảo trì thân xác nên gọi là chúng sanh vô tưởng, asanya satta. Nếu tính theo 12 hạng người, thì người vô tưởng cũng kể là người lạc vô nhân, vì không có tâm, cũng như là không có tâm tương ưng vậy. Nhưng gọi chính xác thì gọi là người lạc vô tâm. Achitta Kasugati Puga Lo. Năm cõi tịnh cư Sutta Vasa Vumi. Cõi tịnh cư là nơi nương trú của bậc thánh bất lai quả và bậc thánh ứng cúng tứ đạo tứ quả. Đó là những sanh thanh tịnh. Có Pali chú giải rằng Sutta Nang Anagami Arahanta Namme Ba Avasati Sutavasa, nơi ở của các bậc bất lai và ưng cúng kính, thân gọi là cõi tịnh cư. Bậc Arahant ở cõi khác đắc ngụ thiền sắc giới, sau khi chết sẽ tái sanh chứ không sanh vào quả và cõi tứ thiền. Khi bậc Arahant đã sanh vào cõi tịnh cư sẽ đắc A-la-hán đạo, A-la-hán quả, nhất tại đấy. Vậy thế, cõi ngũ tịnh cư chỉ xuất hiện hai loại người là người tâm quả và người tứ quả. Năm cõi tịnh cư trong bảy cõi tứ thiền là: một, cõi vô phiền thiên Avihā Bhūmi là nơi sanh trú các phạm thiên vô phiền, gọi là phạm thiên vô phiền. Avihā Brahmā là những phạm thiên không thức thoát, mất mát sự thành đạt của mình, như lời giải thích. Atano Sampatiya Nahayanjiti Aviha, hoặc phạm thiên vô phiền là những phạm thiên không khi nào rời bỏ vị trí của mình trước thời hạn, như lời giải thích. Apakena Kalena Atano Thanang Navi Chahanjiti Vahi Aviha. Câu giải thích hai có nghĩa là chư phạm thiên vô phiền luôn sống hết thọ mạng của mình, không bao giờ mạng chung. Khi chưa hết tuổi thọ cõi ấy, không như các phạm thiên cõi tịnh cư khác có thể chết trước hạn lượng tuổi thọ ấn định. Lại nữa, thiên lạc cõi vô phiền không bao giờ cạn kiệt cho đến khi nào các phạm thiên ấy còn sống. 2. Cõi vô nhiệt thiên Atapa Pumi là nơi sanh trú các phạm thiên vô nhiệt, gọi là phạm thiên vô nhiệt. Atapa Brahma là những phạm thiên không có sự bức nhiệt trong nội tâm bằng. Natapa Chiti Atapa có nghĩa là các phạm thiên vô nhiệt thường xuyên nhập thiền quả. Palasa Mapati nên những pháp truyền cái Nivarana không có cơ hội khởi lên để gây nóng nảy. Nhờ vậy, nội tâm các phạm thiên này luôn mát mẻ an tịnh. 3. Cõi thiện
kiến thiên. Sudassavumi là nơi sanh trú các phẩm thiên, thiện kiến. Sudassabrahma là vị phẩm thiên có thân tướng hoàn hảo. Ai nhìn thấy phẩm thiên ấy cũng hoan hỷ, an lạc. Hoặc nghĩa khác, vị phẩm thiên mà nhìn cái gì cũng dễ dàng do thành tựu tứ nhãn. Thanh tịnh là nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn và tuệ nhãn, như Pali chú giải. Parisu Tehi Pasa Dadipa Thamma Pancha Chakhu Hi Sampanna Ta Sutu Pasati Ti Sutu Pasanti Ti Sudasa. 4. Cõi thiện hiện thiên Sudasi Bhumi là nơi sanh trú các phẩm thiên thiện hiện. Sudasi Brahma gọi là phẩm thiên thiện hiện là vị phẩm thiên có nhãn lực tinh tường hơn phẩm thiên thiện kiến và nhìn thấy mọi thứ dễ dàng thoải mái, như Pali chú giải. Taro ati sa che na sutu dasana pavina samana gata sukena chapa sanjiti sudasi. Cả hai hạng phẩm thiên thiện kiến và thiện hiện đều có pháp nhãn thamma chakhu giống nhau, nhưng về nhục nhãn pasa đặc chakhu thiên nhãn, dipa chakhu và tuệ nhãn panya chakhu, thì ba nhãn lực này của phạm thiên thiện hiện thù thắng hơn phạm thiên thiện kiến. 5. Cõi sắc cú cánh akanitha phumi. Thực ra đây là sanh thú của phạm thiên akanitha, gọi là phạm thiên akanitha. Tha nghĩa là phẩm thiên đạt được những cái không nhỏ nhoi tầm thường, có Pali chú giải. Nathi kanitho e te santi akanitha, hay là giữa những chúng sanh hữu sắc có trạng thái ân đức kém cỏi nhỏ bé, những ân đức nhỏ ấy không có đối với phẩm thiên sắc cú cánh nên gọi là akanitha. Danh từ sắc cú cánh không phải là độc âm hay nghĩa dịch của chữ akanitha, mà đó chỉ là từ diễn tả tính cách của cõi tịnh cư thứ năm thôi. Sắc tức là cõi phạm thiên ngũ sắc, cung cánh tức là rốt ráo tiết điểm cuối cùng, gọi là cõi sắc cung cánh nghĩa là cõi sắc giới rốt ráo. Chứ phạm thiên cõi này thành tựu ân đức lớn lao như giới đức, định đức và tuệ đức. Những ân đức ấy vượt trội hơn bất cứ phẩm thiên hữu sắc nào, kể cả phẩm thiên bốn cõi tịnh cư thấp. Phẩm thiên ở bốn cõi tịnh nếu chưa chứng quả là A-la-hán cao hơn, nhưng đến cõi sắc cú cánh thì nhất định sẽ chứng quả A-la-hán và Niết Bàn tại đấy, không có tái sanh nữa. Vì lý do đó mà cõi A-ca-ni-tha được gọi là sắc cú cánh. Nói về người sẽ sanh vào năm cõi tịnh cư này, dù là nhân loại, chư thiên hay phạm thiên, sơ thiền, phạm thiên nhị thiền, phạm thiên tam thiền, những vị ấy phải chứng đắc vụ thiền và phải là bậc thánh bất lai mới sanh lên cõi tịnh cư được. Hơn nữa, sanh lên năm cõi tịnh cư và do mệnh lực của ngũ quyền Panchindriya, tức là nếu bậc Anaham ngũ thiền có tính quyền mạnh hơn các quyền khác sẽ sanh vào cõi vô phiền thiên. Nếu bậc A-la-hán ngũ thiền có tức quyền mạnh hơn các quyền khác sẽ sanh vào cõi vô nhiệt thiên. Nếu bậc A-la-hán ngũ thiền có niệm quyền mạnh hơn các quyền khác sẽ sanh vào cõi thiện kiến thiên. Nếu bậc A-la-hán ngũ thiền có định quyền mạnh hơn các quyền khác sẽ sanh vào cõi thiện thiên. Nếu bậc A-la-hán ngũ thiền có tuệ quyền mạnh hơn các quyền khác sẽ sanh vào cõi sắc cú cánh. Điều này được trình bày trong hậu sớ giải. Vipha Vipni Thika về các cõi tình cư. Sattha Di Indriya Be Matta Kanuk Kame Na Pancha Su Sutha và Se Su Appan Chanti. Họ xâm vào năm cõi tình cư do trình tự khác biệt về ngũ quyền như tính quyền. Một vấn đề khác về tên 16 cõi sắc giới. Trong ba cõi sơ thiền, ba cõi nhị thiền, ba cõi tâm thiền,
Mỗi tầng đều có ba cõi do địa vị khác nhau là phàm chủ, phàm phụ và phàm chủ. Nhưng chỉ có cõi sơ thiền là gọi tên đúng với địa vị phàm chúng thiện, phàm phụ thiên và đại phàm thiên, tức phàm chủ cõi sơ thiền. Chứ về tầng nhị thiền ba cõi, tầng tam thiền ba cõi mặc dù có ba địa vị nhưng gọi tên theo hào quang hoặc tịnh quang của phàm thiên cõi ấy. Cõi nhị thiền thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên, quang âm thiên. Cõi tam thiền thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên. Còn về bảy cõi tứ thiền, phẩm chất của chủ phàm thiên trong cõi ấy: quảng quả thiên, vô tượng thiên, vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện kiến thiên, thiện hiện thiên. Và cõi ở trên bằng như các cõi phạm thiên sơ thiền, nhị thiền, nên không có ba địa vị phạm chú, phạm phụ và phạm dạy bốn cõi vô sắc: arupa vachara phumi, arupa vachara phumi. Cõi vô sắc giới có hai nghĩa: arupa vachara nang phumi thi, arupa vachara phumi. Địa vức của tâm quả vô sắc sanh lên làm việc tục sinh, ngũ phần và tử gọi là tâm vô sắc. Rupa Brahma năng phù mỹ trị, Rupa Vachara phù mỹ. Nơi sanh của chư phạm thiên vô sắc gọi là cõi vô sắc. Bốn cõi vô sắc giới: một cõi vô không biên xứ, Akasa Nancha Yatana phù mỹ, là địa phức của phạm thiên đắc thiền không vô biên xứ sanh lên. Hai cõi thức vô biên xứ, Vinya Nancha Yatana phù mỹ, là địa phức của phạm thiên đắc thiền thức vô biên xứ sanh lên. Ba cõi vô sở hữu xứ, Akinancha Yatana phù mỹ, là địa phức của phạm thiên đắc thiền vô sở hữu xứ sanh lên. Bốn cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ, Neva Sanya Na Sanya Yatana phù mỹ, là địa phức của phạm thiên đắc thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ sanh lên, gọi là cõi vô sắc. Đây chỉ là một lĩnh vực, một phạm trù của dòng tâm sức tâm thức nối tiếp sanh diệt. Vì cõi vô sắc chỉ có bốn danh uẩn, không có sắc pháp, nên không có địa phận ranh giới, cũng không có thiên cung, vườn hoa, hồ sen như các cõi phạm thiên, chư thiên, hồ sắc. Bốn cõi vô sắc, mỗi cõi có một tâm quả vô sắc tương ứng làm việc tái tục, ngũ phần, tử cho các phạm thiên cõi ấy. Bốn cõi vô sắc chỉ có xuất hiện tám hạng người là phạm tâm nhân và bảy bậc thánh, trừ người sơ đạo. Vì ở cõi vô sắc, phạm tâm nhân không thể đắc sơ đạo, chỉ có hạng sơ quả sanh lên cõi vô sắc, rồi lần lượt chứng đắc đạo quả cao hơn. Nếu là phạm tâm nhân sanh lên cõi vô sắc, thì suốt kiếp sống ấy cũng là phạm tâm nhân, bởi không có thêm sắc uẩn, để nghe pháp và hành thiền quán. Cõi phân theo chính hữu tình, chất tạ và sa, chính hữu tình cư là chỗ nương sống của cõi thân gì, tưởng gì. Nanatakaya Nanatasan Nhi Phù Mỹ, là cõi chúng sanh có hình tướng khác nhau và tâm tục sinh khác nhau, tức là bảy cõi vui dục giới. Hai cõi thân dị tưởng đồng, Nanatakaya Ekatasan Nhi Phù Mỹ, là chúng sanh có hình tướng khác nhau nhưng tâm tục sinh giống nhau, tức là bốn cõi khổ và ba cõi sơ thiền. Ba cõi thân đồng tưởng dị, Ekataka Yana Natha Sanyi Phumi, là cõi chúng sanh có hình tướng giống nhau nhưng tâm tục sinh khác nhau, tức là ba cõi nhị thiền. Bốn cõi thân đồng tưởng đồng, Ekataka Yekata Sanyi Phumi, là cõi chúng sanh có hình tướng giống nhau và tâm tục sinh cùng giống nhau, tức là ba cõi tam thiền, một cõi quảng quả và năm cõi tịnh cư. Năm cõi vô tưởng, Asanni phù mỹ, là cõi chúng sanh không có tâm thức, không có bốn danh quẩn.
sáu cõi không vô biên sư. Akasa nhận trà nhã tân nạ phù mi cõi vô sắc. Bảy cõi thức vô biên sư. Quỳnh nhạ nành trà gia tân nạ phù mi cũng gọi, cũng thuộc cõi vô sắc. Tám cõi vô sở hữu xứ. Akin chân nhà gia tân nạ phù mi cũng là cõi vô sắc. Chín cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ. Neva sanh nhà nà sanh nhà gia tân nạ phù mi cũng là cõi vô sắc. Chú thích: cõi vô tưởng và bốn cõi vô sắc không xếp vào cõi thân dị tưởng dị, thân dị tưởng đồng, thân đồng tưởng dị hay thân đồng tưởng đồng, bởi vì cõi vô tưởng có thân không có tưởng, còn bốn cõi vô sắc thì có tưởng không có thân. Chủ tình cư thức trú vinh nhạc nạ thi tiết. Chính cõi sống của chúng sanh chỉ có ba cõi hiện tâm thức rõ rệt, gọi là bảy thức trú. Một cõi thân dị tưởng dị nanataka yana natta sanyi. Hai cõi thân dị tưởng đồng nanataka yekatta sanyi. Ba cõi thân đồng tưởng dị ekataka yana natta sanyi. Bốn cõi thân đồng tưởng đồng ekataka yekatta sanyi. Năm cõi không vô biên xứ akasa nyancha yatana. Sáu cõi vô biên xứ vinyananancha yatana. Bảy cõi vô sở hữu xứ akin chanya yatana. Chú thích: cõi vô tưởng vì không có danh uẩn sanh lên nên không gọi là chỗ thức trú. Cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ dù có danh uẩn sanh nhưng không hiện lộ rõ rệt nên cũng không gọi là chỗ thức trú. Cõi có bao nhiêu tâm? Bốn cõi bất hạnh có 37 tâm, là 8 tâm thiện dục giới, 12 tâm bất thiện và 17 tâm vô nhân, trừ tâm sinh tiêu. Bảy cõi vui dục giới có 80 hoặc 112 tâm, là trừ 9 tâm quả đấu đại. Ba cõi sơ thiền có 65 hoặc 97 tâm, là 22 tâm vô tịnh hảo, trừ 2 tâm sân, hai thị thức, hai thiệt thức và hai tâm thức, 16 tâm động lực dục giới tịnh hảo, 18 tâm động lực đáo đại, một tâm quả sắc giới siêu thiền và 8 hoặc 40 tâm siêu thế. Ba cõi nhị thiền có 93 tâm, là 8 tâm tham, hai tâm si, hai nhận thức, hai nhận thức, ba ý giới, ba tâm quan sát, một tâm khai ý môn, một tâm sinh tiếu, 16 tâm động lực dục giới tịnh hảo, 18 tâm động lực đáo đại, một tâm quả sắc giới nhị thiền, một tâm quả sắc giới tam thiền, 35 tâm siêu thế, trừ 4 tâm đạo sơ thiền và tâm tứ quả sơ thiền. Ba cõi tâm thiền có 82 tâm, là 8 tâm tham, 2 tâm si, 2 nhận thức, 2 nhị thức, 3 ý giới, 3 tâm quan sát, 1 tâm khai ý môn, 1 tâm sinh tiếu, 16 tâm động lực dục giới tịnh hảo, 18 tâm động lực đáo đại, một tâm quả sắc giới tứ thiền, 25 tâm siêu thế, 4 tâm đạo tứ thiền, 4 tâm đạo ngũ thiền, 5 tâm sơ quả, 5 tâm nhị quả, 5 tâm tam quả, 1 tâm tứ quả tứ thiền và 1 tâm tứ quả ngũ thiền. Cõi tứ thiền quảng quả có 77 tâm, là 8 tâm tham, 2 tâm si, 2 nhận thức, 2 nhị thức, 3 ý giới, 3 tâm quan sát, 1 tâm ý môn, 1 tâm sinh tiếu, 16 tâm động lực dục giới tịnh hảo, 18 tâm động lực đáo đại, 1 tâm quả sắc giới ngũ thiền, 20 tâm siêu thế, 4 tâm đạo ngũ thiền, 5 tâm sơ quả, 5 tâm nhị quả, 5 tâm tam quả và 1 tâm tứ quả ngũ thiền. Cõi tứ thiền ngũ tịnh cư có 59 tâm, là 4 tâm tham bất tương ưng, 1 tâm si phóng dật, 12 tâm vô nhân, trừ cặp tỷ thức, cặp thiệt thức, cặp thân thức, 16 tâm động lực dục giới tịnh hảo, 18 tâm động lực đáo đại, 1 tâm quả sắc giới ngũ thiền, 5 tâm tam quả, 1 tâm tứ quả ngũ thiền và 1 tâm tứ quả ngũ thiền. Cõi không vô biên xứ có 55 tâm, là 10 tâm bất thiện, trừ 2 tâm sân, 1 tâm khai ý môn, 16 tâm động lực dục giới tịnh hảo, 8 tâm động lực vô sắc, 3 tâm nhị tam tứ đạo ngũ thiền, 15 tâm quả ngũ học, 1 tâm tứ quả ngũ thiền, 1 tâm tam quả không vô biên xứ. Cõi thức vô biên xứ
có năm là 10 tâm bất thiện, tâm sơn khai, 16 tâm động lực trực giới tịnh hảo, 6 tâm động lực vô sắc giới, trừ 2 tâm động lực không vô biên xứ, 1 tâm quả thức vô biên xứ, 3 tâm nhị tam tứ đạo hữu thiền, 15 tâm quả hữu học, 1 tâm tứ quả hữu thiền. Cõi vô sở hữu xứ có 51 tâm là 10 tâm bất thiện, trừ 2 tâm sân, 1 tâm khai môn, 16 tâm động lực dục giới tịnh hảo, 2 động lực vô sở hữu xứ, 2 động lực phi tưởng phi phi tưởng xứ, 1 tâm quả vô sở hữu xứ, 3 tâm nhị tam tứ đạo hữu thiền, 15 tâm quả hữu học, 1 tâm quả hữu thiền. Gọi phi tưởng phi phi tưởng xứ có 49 tâm là 10 tâm bất thiện, trừ 2 tâm sân, 1 tâm khai ý môn, 16 tâm động lực dục giới tịnh hảo, 2 động lực phi tưởng phi phi tưởng xứ, 1 tâm quả phi tưởng phi phi tưởng xứ, 3 tâm nhị tam tứ đạo hữu thiền, 15 tâm quả hữu học, 1 tâm tứ quả hữu thiền. Tâm sanh bao nhiêu cõi? Tâm bất thiện sanh theo cõi 4 tâm tha tương ưng, 1 tâm si hoài nghi sanh theo 25 cõi phàm. Hữu tâm tức là trừ 5 cõi tình cương, 1 cõi vô tưởng. 4 tâm tham bất tương ưng, 1 tâm si phóng dật sanh theo 30 cõi hữu tâm, tức là trừ 1 cõi vô tưởng. 2 tâm sân chỉ sanh theo 11 cõi trực giới. Tâm vô nhân sanh theo cõi 2 tâm nhận thức, 2 tâm nhị thức, 3 tâm ý giới, 3 tâm quan sát sanh theo 26 cõi ngũ quẩn, là trừ 4 cõi vô sắc và 1 cõi vô tưởng, 2 tâm tỷ thức, 2 tâm thiệt thức, thức chỉ sanh dục giới. Tâm khai ý môn sanh theo 30 cõi hữu tâm, tâm sinh khiếu sanh theo 22 cõi vui ngũ quẩn, trừ 4 cõi khổ, 4 cõi vô sắc và 1 cõi vô tưởng. Tâm dục giới tịnh hảo sanh theo cõi 8 tâm đại thiện sanh theo 30 cõi hữu tâm, 8 tâm đại quả sanh theo 7 cõi vui dục giới, 8 tâm đại độ đại tố sanh theo 26 cõi vui hữu tâm, trừ 4 cõi khổ và 1 cõi vô tưởng. Tâm sắc giới sanh theo cõi 10 tâm động lực sắc giới sanh theo 22 cõi vui hữu quẩn, trừ 4 cõi khổ, 4 cõi vô sắc và 1 cõi vô tưởng. Tâm quả sắc giới sơ thiền chỉ sanh theo 3 cõi sơ thiền. Tâm quả sắc giới nhị thiền và quả sắc giới tam thiền sanh theo 3 cõi nhị thiền. Tâm quả sắc giới tứ thiền sanh theo 3 cõi tam thiền. Tâm quả sắc giới ngũ thiền sanh theo 6 cõi tứ thiền là cõi quảng quả và 5 cõi thịnh cương. Tâm vô sắc giới sanh theo cõi 3 tâm động lực không vô biên xứ sanh theo 23 cõi là 22 cõi vui ngũ quẩn và 1 cõi không vô biên xứ. 2 tâm động lực thức vô biên xứ sanh theo 24 cõi là 22 cõi vui ngũ quẩn, cõi không vô biên xứ và cõi thức vô biên xứ. 2 tâm động lực vô sở hữu xứ sanh theo 25 cõi là 22 cõi vui ngũ quẩn, cõi không vô biên, cõi thức vô biên và cõi vô sở hữu xứ. 2 tâm động lực phi tưởng phi phi tưởng xứ sanh theo 26 cõi vui hữu tâm, tâm quả không vô biên xứ sanh theo 1 cõi không vô biên xứ, tâm quả thức vô biên xứ sanh theo 1 cõi thức vô biên xứ, tâm quả phi tưởng phi phi tưởng xứ sanh theo 1 quả phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tâm siêu thế sanh theo cõi 4 tâm đạo sơ thiền, 1 tâm tứ quả sơ thiền sanh theo 10 cõi là 7 cõi vui dục giới và 3 cõi sơ thiền. 4 tâm đạo nhị thiền, 4 tâm đạo tam thiền, tâm tứ quả nhị thiền và tâm tứ quả tam thiền sanh theo 13 cõi là 7 cõi vui dục giới, 3 cõi sơ thiền, 3 cõi nhị thiền. 4 tâm đạo tứ thiền, tâm tứ quả tứ thiền sanh theo 16 cõi là 7 cõi vui dục giới, 3 cõi sơ thiền, 3 cõi nhị thiền và 3 cõi tam thiền. Tâm sơ đạo ngũ thiền sanh theo 17 cõi là 7 cõi vui dục giới, 10 cõi sắc giới, phàm hữu tưởng, trừ 5 cõi tịnh cư và cõi vô tưởng. Tâm nhị đạo ngũ thiền, tâm tam đạo ngũ thiền, 5 tâm sơ quả và 5 tâm nhị quả sanh theo 20 cõi phàm vui hữu tâm, trừ 4 cõi khổ, 5 cõi tịnh cư, cõi vô tưởng. Tâm tứ đạo ngũ thiền, tâm tứ quả ngũ thiền và 5 tâm tam quả sanh theo 26 cõi vui hữu tâm, trừ 4 cõi khổ, cõi vô tưởng.
Cõi có hạng người nào? Bốn cõi bất hạnh, địa ngục, bàn sanh, ngạ quỷ, Atula chỉ có một hạng người khổ. Cõi nhân loại và cõi tứ đại thiên vương có đến 11 hạng người trừ người khổ. Năm cõi trời dục giới: Đạo Lợi Thiên, Dạ Ma Thiên, Đâu Xuất Thiên, Hóa Lạc Thiên, Tha Hóa Tự Tại Thiên có 10 hạng người trừ người khổ và người lạc vô nhân. 10 cõi phàm thiên tự tưởng là ba cõi sơ thiền, ba cõi nhị thiền, ba cõi tam thiền và cõi tứ thiền. Quả có 9 hạng người trừ người khổ, người lạc vô nhân và người nhị nhân. Cõi phàm thiên vô tưởng chỉ có một hạng người là người lạc vô nhân. Người lạc vô nhân trong cõi vô tưởng là người cõi vui, không có tâm, nên gọi là lạc vô nhân. Khác với người lạc vô nhân trong cõi nhân và cõi tứ đại thiên vương, người lạc vô nhân có tâm nhưng tục sinh bằng tác quả, không nhân tương ưng, nên gọi là lạc vô nhân. Năm cõi tịnh cư chỉ có ba hạng người là người tâm quả, người tứ đạo và người tứ quả. Bốn cõi vô sắc có được 8 hạng người là trừ người khổ, người lạc vô nhân, người nhị nhân và người sơ đạo. Người có mặt cõi nào? Người khổ vô nhân có mặt trong bốn cõi bất hạnh, địa ngục, bàn sanh, ngạ quỷ và Atula. Người lạc vô nhân có mặt trong ba cõi là cõi nhân loại, cõi tứ đại thiên vương và cõi vô tưởng. Người nhị nhân có mặt trong 7 cõi vui dục giới. Người phàm nhân có mặt trong 21 cõi phàm vui hữu tâm là 7 cõi vui dục giới, cõi sơ thiền, ba cõi nhị thiền, ba cõi tâm thiền, một cõi tứ thiền, quả quả. Và bốn cõi vô sắc. Người sơ đạo có mặt trong 17 cõi là 7 cõi vui dục giới, 10 cõi sắc giới phàm hữu tưởng. Người nhị đạo, người tâm đạo, người sơ quả, người nhị quả có mặt trong 21 cõi phàm vui hữu tâm. Người tứ đạo, người tâm quả và người tứ quả có mặt trong 26 cõi vui hữu tâm, trừ 4 cõi và 1 cõi vô tưởng. Bài đã học bài 58, chương 7, tốt yếu tâm ngoại lộ. Pitimutta Chitta Sangaha. Dạy về 12 hạng người Pugala Veda. Bài học tiếp theo bài 60, chương 7, tốt yếu tâm ngoại lộ. Pitimutta Chitta Sangaha. Dạy về 16 loại nghiệp Kamma Veda. Biên soạn giáo trình Tỳ kheo Tuệ Siêu. Giờ đây chúng con thành kính đảnh lễ và cung thỉnh Thượng tọa Tỳ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Cha Nhớ. Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch thưa Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử. Chúng ta chịu khó hôm nay chúng ta học bài hơi dài một chút. Lý do là vì Thượng tọa Giác Đẳng sau khi tổ chức đêm Đầu Đà vừa rồi thì sáng lại cũng bị mệt nên thượng tọa không có vào room được. Khi nãy chúng tôi thấy ở trong room các vị có chào thượng tọa Giác Đẳng nhưng mà chúng tôi tiên quả không thấy. Và vì vậy cho nên hôm nay cũng đúng thời là chúng ta học trọn vẹn về cõi 31 cõi.
Thì trong 31 cõi đó, nếu như mà chúng ta chỉ lấy ngay cái phần giải nghĩa về mười một cõi dục giới, 16 cõi sắc giới và 4 cõi vô sắc, thì chúng ta giảng giải có bao nhiêu đó thì không có gì để nói. Nhưng mà những cái phần sau đó, 6 cái phần sau là cái phần đáng để cho chúng ta nói. Như là cõi mà phân theo chính hữu tình cư, rồi cái phần thứ năm đó để theo bảy trú, đó là cõi bao nhiêu tâm. Phần thứ bảy là tâm sanh được bao nhiêu cõi. Rồi thứ tám là cõi có hạng người nào. Và thứ chín là người có mặt trong cõi nào. Thì những cái phần đó là những cái phần mà chúng ta cần phải lưu ý. Cho nên chúng tôi mới cho học hết. Và khi mà cho học hết thì đương nhiên là bài đọc phải hơi dài chút, không sao cả. Bây giờ còn đến 1 giờ đồng hồ, thì trong 1 giờ đồng hồ chúng trình bày, chúng giải thích cho quý vị nghe cũng được rồi, vì hôm nay không có thượng tọa giác đẳng. Kính thưa quý vị, khi nói đến cội sống của chúng sanh, thì chúng ta nói gọn là ba cõi, gọi là tam giới. Quý vị thường nghe nói tam giới như quả trạch, ba giới, ba cõi như là nhà lửa. Thì tam giới đây là cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới. Nếu mà chúng ta nói ba thì chúng ta nói tóm tắt như vậy. Thì cõi dục giới nó có đến 11 cõi, 11 cõi nhỏ. Cõi sắc giới có đến 16 cõi. Vô sắc giới chỉ có 4 cõi thôi. Như vậy thì 16 với 4 là 20, cộng với 11 cõi dục là 31 cõi. Đó là chúng ta tính theo ba cõi, ba giới á, Tiloka. Nếu mà chúng ta chia ra nữa thì chúng ta chia thành 4. Chúng ta chia thành 4. Và chia thành 4 ở đây tức là trong cái cõi dục đó nó có 4 cõi bất hạnh, chúng tôi gọi là cõi bất hạnh. Thay vì ở trong kinh đó, thì Hòa Thượng Minh Châu người dịch là đọa xứ, nhưng mà ở đây nếu dịch theo từ đó, Apaya, Apaya phù quý. Chữ Apaya nó đồng nghĩa với chữ Nirja. Nhưng mà chữ Apaya thì chữ Apa với chữ Giá. Apa tiếng mật ngữ này có nghĩa là lìa, lìa xa hay là mất. Ví dụ như Gacchati là đi đến, mà thêm cái tiếp
đồng từ đồng ngữ là bát, bagacchati nghĩa là đi khỏi, đi khỏi tức là tránh xa, tránh đi, tránh ra, tránh đi chỗ khác gọi là apagacchati, apagacchati. Cho nên chữ apaya tức là cái cõi mà nó mất đi cái sự hạnh phúc, cái sự an lạc, mất đi cái sự an lạc thì như vậy gọi là bất hạnh. Thứ hai là nó có vui dục giới su vật ca má su vật tí phù bí. Rồi thứ ba mới là cõi sắc giới, thứ tư là cõi vô sắc giới. Đó là chúng ta chia theo ba, chia theo bốn, chia theo bốn. Ở đây chúng tôi chỉ phân ba hoặc bốn thôi. Thì bây giờ ở trong cách mà trình bày thì quý vị đã nghe đọc và chúng ta có đây là một cái tài liệu để mà chúng ta nghiền ngẫm, chúng ta nghiên cứu. Nhưng mà chắc chắn rằng là khi mà quý vị đọc vào trong đó thì quý vị sẽ bị lộn xộn, bị nhầm lẫn. Phải cẩn thận xem ở trong đó mới được. Phải cẩn thận. Như là ở chỗ cõi có bao nhiêu tâm, quý vị nhớ chỗ này là chúng ta phải nằm lòng, phải thuộc lòng 121 những cái tâm nào có thể có mặt ở trong cõi đó. Chúng ta đừng có nhầm lẫn thế đó. Chúng ta đừng có nghĩ rằng là thí dụ như khi mà chúng ta nói tâm sắc giới có 15 tâm sắc giới, rồi chúng ta cứ nghĩ rằng cái cõi sắc giới nó cũng có 15 tâm sắc giới đó. Cái đó là chúng ta sai. Cõi là khác, tâm là khác. Cõi là khác, tâm là khác. Tâm sắc giới thì có 15 tâm phải, nhưng mà cõi sắc giới thì nhiều hơn nữa. Bởi vì cõi sắc giới vẫn có tâm đại thiện, vẫn có tâm tham, vẫn có tâm si như thường, vẫn có tâm nhĩ thức, tâm nhãn thức như thường. Chúng ta chú ý chỗ này. Cho nên khi mà chúng ta nói đến tâm sắc giới thì có 15, nhưng mà nói đến cái cõi sắc giới thì chúng ta nên nhớ, nếu mà nói về tâm động lực thì có 16 tâm động lực dục giới, tịnh hảo có 18 tâm động lực đấu đại. Những cái vị mà Phạm Thiên ở trên đó họ đắc thiền, thiền nào họ cũng đắc được hết á, cho nên đều có động lực đấu đại. Chúng ta chú ý gì? Thì bây giờ chúng ta trở lại vấn đề là chúng tôi muốn nói để chúng ta hiểu như thế này, là ở trong cuộc sống của chúng sanh trong đời nó có 31 cõi, trong đó có bốn Sukha Tula,
do chúng sanh tạo cái nghiệp bất thiện, thân ác nghiệp, khẩu ác nghiệp, ý ác nghiệp, họ tạo bằng cái tâm tham, tâm sân, tâm si, rồi cái tục sinh bằng cái tâm quả bất thiện. Tâm quả bất thiện đó thì lấy cái tâm quả bất thiện ý thức giới, tức là tâm quan sát quả bất thiện đó, để làm, để tục sinh ở trong bốn cõi khổ, trong bốn cõi bất hạnh. Còn nói về cõi vô dục giới, cõi vô dục giới đây gồm có cõi nhân loại, tức là cõi người của chúng ta, và sáu cõi thiên tiên. Nó khác những, nếu mà chúng ta nói cái vị chư thiên thì nghe kỳ lắm, đã vị là số ít, chư thiên chúng ta thêm chữ chư đó để chi nữa, rồi cũng tại sao nếu vậy thì chúng ta vậy là chúng ta chỉ gọi là vị phẩm thiên, chỉ vị phẩm thiên thôi. Cho nên chữ phạm nó không có cái vai trò tương đương với chữ chư đâu, chúng ta nhớ vậy. Cho nên hễ mà chúng ta nói chư thiên thì chúng ta phải nói chư phạm thiên. Thành ra cái chữ Devata đó chúng ta dịch là thiên tiên. Tại sao gọi là tiên? Là tại vì người ta nói sướng như tiên. Thì chữ đi quá, đi qua ta là Dipati tí đi quá, đi vô, Dipati tí đi vô. Chữ tăng đi vá có nghĩa là chơi đùa, nô đùa. Các vị đó chỉ là đi vui chơi, ngắm cảnh, thưởng thức sắc thinh thi, sắc thân thức xuất thuộc, không có phải làm lụng vất vả gì cả, cho nên gọi là sướng như tiên, thì chúng ta gọi là thiên tiên, để phân biệt với phẩm thiên. Lúc ban đầu chúng ta tính xài cái chữ tiên thiên để nó đối xứng với từ phạm thiên. Chữ thiên chúng ta để phía sau, nhưng mà chữ tiên thiên đó người ta sẽ hiểu lầm là búp bá đi quá, cha mẹ là vị chư thiên đầu tiên của con. Hồi xưa bên Ấn Độ, thưa quý vị, mỗi một người đó sẽ có một vị thần hộ mệnh, có một vị thần hộ mệnh, vị đi quá đó hộ mệnh. Cũng như người Trung Quốc với người Việt Nam chúng ta mà có mẹ sanh mẹ độ vậy đó, thì ở bển người ta có một vị thần độ mệnh. Vị thần đó hay vị thiên đó người ta gọi đi quá. Thì Đức Phật ngài dựa theo cái phong tục đó đó, và ngài nói rằng là cha mẹ là vị tiên thiên bất có đi quá của con. Là bởi vì khi đứa con sinh ra, người mà bảo bọc, chăm sóc và gìn giữ, che chở cho con, không cha người mẹ. Do đó cho nên cha mẹ được gọi là bậc tiên thiên của con. Rồi sau này đến cái tuổi mà nó bắt đầu ăn được, đi đứng được, nói được rồi đó, lúc bây giờ họ
mỗi một người mới thờ một cái vị chư thiên, một cái vị trời, một cái vị thần hộ mạng. Thì ở đây thưa quý vị, cõi nhân loại và sáu cõi thiên tiên đó, là những chúng sanh mà từ giữ giới tu tiến cung kính phục thuyết pháp, hội ứng phước tỷ phước và cải chánh tri kiến, thì làm được 10 cái việc lành đó đó, thì cái quả phúc đó tạo ra cái tâm quả thiện, tâm quả thiện dục với hữu nhân, tức là tâm đại quả, hay là tạo và tạo ra 8 tâm quả thiện vô nhân. Trong đó quả thiện vô nhân thì lấy cái tâm quan sát, quả thiện thọ xả, rồi 8 tâm đại quả ở dưới này đó, 8 tâm đại quả là chính tâm. Chính tâm này làm việc tục sinh cho sanh về cõi nhân loại và cõi trời dục giới. Còn 16 cõi sắc giới đó thì tục sinh bằng cái tâm quả sắc giới do cái mãnh lực tu thiền sắc giới của các vị đời trước, của những chúng sanh đó trong đời trước. Hễ mà chứng đắc được sơ thiền sắc giới, sơ thiền thiện sắc giới, thì sau khi chết được sanh về cõi 3 cõi sơ thiền. Cũng nên nhắc cái điểm này để quý vị chú ý. Khi nãy nghe đọc bài mà quý vị chắc có lẽ là không có để ý lắm. Theo trong chú giải đó, thì cõi sơ thiền có 3, cõi nhị thiền có 3, cõi tam thiền có 3. Tại sao có 3? Có 3 là bởi vì đắc sơ thiền, đắc nhị thiền, đắc tam thiền, đắc tứ thiền đều là sơ thiền cả. Nhưng mà phản thiên cõi sơ thiền đó nó có 3 bậc, tức là đắc sơ thiền một có thể là tính quyền mạnh, có thể là niệm quyền mạnh, có thể là tuệ quyền mạnh. Chúng ta lấy 3 cái chuẩn đó. Thì do đó cho nên có cái sự khác biệt là khi mà tục sinh thì cõi sơ thiền đó có đại phạm thiên, giống như là vua cõi đó, những vị đó có quyền chức cao nhất. Rồi phạm phụ thiên Purohita, rồi phạm những chức ở trong bệnh để phạm thiên, thì quý vị chuẩn lại liền. Đại phạm thiên cũng như là phạm chủ, chữ chủ ở đây giống như chủ nhà vậy. Rồi phạm phụ giống như là vị đại thần lo việc cho vua. Còn phạm chúng giống như là dân chúng trong một nước. Thì ở trong một nước mình nó chia ra làm 3 hạng. Hạng vua chúa là nắm quyền cai quản, rồi hạng quan thần, hạng quan lại là lo cái việc phụ tá với vua,
Còn cái hạng thường dân, tức là sống trong cái quốc độ dưới cái sự cai quản của vua, thì ở trong ba cõi sơ thiền đó, thì trong chú giải nói rằng ba cõi này không có ranh giới riêng biệt, chung với nhau trong cái cõi sơ thiền đó. Nhưng mà nó phân ra ba cái địa hạt khác nhau. Cho nên ở trong cái bài kinh Phạm Võng mới, Đức Phật mới nhắc đến một việc, tức là có những phạm thiên, cõi phạm trúc thiên đó, sau khi họ chết sanh xuống cõi người, khi họ làm những vị đạo sĩ, họ xuất gia làm đạo sĩ, họ đắc thiền trở lại, cái họ có thần thông, họ quan sát ở cái cõi sơ thiền, họ nghĩ lần trước đây ta cũng sanh cõi sơ thiền, đã từng sống dưới cái sự cai quản của vị đại Phật thiên, nay ta đã mệnh chung sanh xuống cõi người này, và bây giờ vị đại Phật thiên nó vẫn còn sống, vị đại Phật thiên tuổi thọ cao hơn quý vị. Và cứ như vậy mà họ khởi lên, cái loài người chúng ta lại khởi lên một cái tà kiến đại Phật thiên là vĩnh hằng bất biến. Cho nên Bà La Môn giáo có tôn sùng đại Phạm Thiên dữ vậy đó thưa quý vị. Nhưng mà họ đâu có học vi diệu pháp đâu, họ biết. Chỉ có Đức Phật Ngài mới biết rõ, Ngài mới nhắc. Thì ba cõi sơ thiền không phải là tầng dưới, tầng giữa rồi tầng trên, mà ba cõi sơ thiền là sống chung một cái cõi, giống như sống chung một gia đình vậy đó. Ở trong gia đình đó có cha mẹ, có ông bà, rồi có cha mẹ, rồi có con cái, có ba thế hệ như vậy. Nhưng mà sống chung chứ không phải là ông bà sống ở trên lầu 1, cha mẹ sống ở lầu 2, rồi mấy đứa con sống ở tầng trệt, không phải vậy. Sống chung nhà nhưng mà ba cái thế hệ. Cũng vậy, ba cõi nhị thiền không có ranh giới, sống chung với nhau trong một cõi nhị thiền. Thiền nó tại sao chia làm ba? Vì vô lượng quang thiên, thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên và biến quang thiên, hay còn gọi là Apsara, tức là quang thiên. Thì về hào quang thì cái vị phạm thiên nhị thiền mà có hào quang kém hơn thì nên thiểu quang thiên, cũng giống như thần dân. Còn vị phạm thiên mà có hào quang đặc biệt hơn cái hạng thần dân thì gọi là phạm thiên phạm phụ thiên cõi đó. Còn cái hạng mà quang thiên đó thì cái hào quang vô cùng tinh tế, hạng đó cũng giống như vị phạm chủ ở trong cái cõi này. Còn ba cõi tam thiền đó thì có thiểu tịnh thiên, vô tịnh thiên và biến tịnh thiên, thì cũng vậy, không phải là có cao có thấp ở tầng dưới, tầng giữa, tầng trên, mà trong đó do cái mãnh lực của thiền cho nên được phân định cái giai cấp có ba: phạm chúng, phạm phụ và phạm chủ. Nhưng mà
đối với cõi tứ thiền thì có cõi vô tử, cõi quả quả, năm cõi tịnh cư, bảy cõi tất cả. Thì trong chú giải nói rằng bảy cõi này, cõi tứ thiền đó, thì lại là cõi thấp, rồi cõi cao chút, rồi cõi cao hơn, cao hơn, cao hơn, từng tầng như vậy. Cho nên bảy cõi tứ thiền đó, thì ở đó không có phạm chúng, không có phạm phụ, không có phạm chủ. Chúng ta cần lưu ý chỗ này. Quý vị chờ chúng tôi uống nước một chút. Xin lỗi. Đối với chư vị phẩm thiên, cõi sắc giới là do cái mãnh lực tục sinh, là do cái mãnh lực của thiền định mà vị thì sắc giới mà vị đã tu chứng đời trước, rồi tạo ra cái tâm quả sắc giới, rồi sanh về cõi sắc. Cõi sắc giới này đương nhiên là cõi lạc xuất ra tiếng, nhưng mà cái này gọi là rupa sukati. Mà ta biết đó là sukati, chứ chúng ta không cần phải, chúng ta chỉ nói là rupa vachara phumi, cõi sắc giới được rồi. Tại sao? Vì cái cõi dục giới kama vachara phumi đó, nó gồm có dukati, cõi khổ, và mới nói sukati là cõi lạc. Cho nên dục giới có hai loại, cõi khổ và cõi lạc. Còn sắc giới, vô sắc giới không cần phải nói nữa. Rồi ở đây thưa quý vị, phạm thiên vô sắc thì do cái mãnh lực của thiền chứng vô sắc giới, vì đã tu chứng thiền thiện vô sắc giới ở trong quá khứ, thiền thiện đó mới tạo ra cái bốn quả vô sắc để dẫn đi tục sinh, làm ký sanh thức cho bốn quả vô sắc. Khi mà chúng ta nhớ như thế này đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là muốn sanh về cõi nào thì chúng ta phải thực hành cái hạnh nghiệp nó tương ứng tái sanh ở cõi đó, chứ không phải là chúng ta cầu nguyện được. Chúng ta phải thực hành đúng. Thí dụ bây giờ chúng ta muốn sanh về cõi người, cõi trời, dục giới, thì chúng ta phải lo tu tập, làm việc thiện, phước, như là bố thí, trì giới, vân vân, để cái phước đó mới sanh về cõi trời, dục giới hay là cõi nhân loại. Còn muốn sanh về cõi sắc giới thì mình phải tu chứng thiền sắc giới. Muốn sanh về cõi vô sắc giới thì phải tu chứng thiền vô sắc giới. Còn nếu mà chúng ta muốn sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula đó, thì chúng ta làm cái điều ác. Nếu quý vị muốn thì quý vị cứ làm, chúng ta sẽ sanh về cõi đó. Còn nếu mà chúng ta muốn thoát khỏi tam giới đó, thì bây giờ Đức Phật lại vạch cho chúng ta một cái con đường khác. Khi mà Đức Thế Tôn chưa xuất hiện ở đời đó, thì chúng sanh họ cao lắm đó, là họ chỉ biết tu thiền sắc và vô sắc để mà sanh về cõi phạm thiên thôi, chứ không có cao hơn nữa. Và dầu cho sanh về cõi phạm thiên phi tưởng xứ, thì cõi đó vẫn còn nằm ở trong cái
vòng luân hồi vẫn còn bị khổ đau dài dài sau khi hết tuổi thọ. Khi mà Đức Thế Tôn Ngài xuất hiện ở đời đó, là Ngài thuyết pháp và chỉ cho thấy cái tội khổ, cái quả khổ của cái sự luân hồi. Ngài mới dạy cho cái phương pháp gọi là thiền quán Vipassana Phawana để mà chứng đắc được đạo quả, diệt trừ tham sân si. Khi mà diệt trừ cái gốc tham sân si, tức là diệt vụ trừ vô minh và ái rồi đó, thì lúc bấy giờ mới bắt đầu chấm dứt cái sự khổ luân hồi, tức là đắc được đạo quả tu quần tu đà hàm a na hàm a la hán, tức là đắc được tâm siêu thế. Chúng ta thấy rất là rõ ràng, không có mơ hồ gì cả. Và chính vì vậy mà chúng ta phải hiểu rằng con đường mà chúng ta phải đi ở trong tương lai chúng ta có thể hướng đến, chúng ta có thể hướng đến và chúng ta có thể thực hiện, chứ không phải là chờ đợi cái sự sắp đặt hay là sự cứu rỗi của ai hết. Chúng ta nhớ vậy. Người ta thường nói đường sanh tử hồn ai nấy giữ. Khi mà chúng ta học Phật pháp và chúng ta biết rõ rồi thì chúng ta cứ đương theo đó mà chúng ta làm. Rồi thưa quý vị, khi mà chúng ta biết về 31 cõi do mỗi cái hạnh nghiệp khác nhau thì chúng ta phải hiểu trước hết là ở trong 31 cõi đó, nếu mà chúng ta chia thì chúng ta chia thành chính thôi, gọi là chính hữu tịnh cư. Thì cái này chúng tôi có viết ở trong bài đó, chúng tôi có viết ở trong bài, thì quý vị nhìn ở trong cái bài học mà quý vị có thể học từ nơi đó, khỏi phải nhắc lại, khỏi phải giải thích nữa, mà chúng tôi chỉ nhắc lại. Chính hữu tịnh cư là chỗ nương sống của chúng sanh. Avasa là chỗ ở, chỗ trú, chỗ cư trú, sắp tá chúng sanh. Chính hữu tịnh cư đó là dựa vào thân và tâm tái tục của chúng sanh đó. Một là hữu tình cư, thân dị tưởng dị, tức là cái thân tướng khác, cái cõi mà thân tướng chúng sanh ở đó khác, mà cái tâm tái tục, tâm tục sinh cũng khác nữa, tức là bảy cõi vô dục giới. Cõi nhân loại và sáu cõi trời dục giới, từ cõi tứ thư vương cho đến thao quá tự tại. Trừ khi mỗi người mỗi khuôn mặt, loại người của chúng ta cũng vậy, khác nhau,
người Việt nó khác với cái người Tàu, nó khác với người Thái, người Khmer, người Lào, rồi cái người ở phương Đông nó khác với người ở phương Tây, ở Mỹ, ở Pháp, v.v. Cho nên cái thân thì dị, thân dị tức là thân khác. Nanatakaya, nanatakaya là thân dị. Tưởng dị là tục sinh, có thể là bằng cái tâm đại quả, thọ hỷ hợp trí vô trợ, đại quả hợp tọ, hỷ hợp trí hữu trợ, hay là đại quả trí vô trợ, ly trí hữu trợ, v.v. Nó khác khác nhau như vậy. Thứ hai đó là hữu tình cư, thân dị tưởng đồng, tức là cái cõi mà chúng sanh cái thân mà cái tâm tục sinh, tục sinh nó đồng như bốn bộ khổ và ba cõi sơ thiền. Bốn cõi khổ tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì khác nhau nhưng mà tâm tục sinh giống nhau, đó là cái tâm quan sát quả bất thiện. Thọ xả. Còn ba cõi sơ thiền đó thì mặc dù tưởng đồng nhưng mà đại phạm thiên cái tướng đẹp hơn phạm phụ thiên, phạm phụ thiên tướng đẹp hơn phạm phụ thiên, cứ như vậy. Còn hữu tình cư thân đồng tưởng dị là cõi mà thân hình thì giống nhau nhưng mà tâm tục sinh khác nhau, đó là chúng sanh ba cõi nhị thiền. Cõi nhị thiền tục sinh bằng hai cái thứ tâm, tức là tâm quả sơ, tâm quả nhị thiền, tâm quả tam thiền, tục sinh bằng một trong hai tâm quả đó. Dù chỉ có hai tâm quả làm gì tục sinh, nhưng mà cũng vẻ như là tưởng dị, tưởng dị. Tuy là tưởng dị nhưng mà phạm thiên mà tục sinh bằng cái tâm dị quả nhị thiền, cái tướng cũng giống như là cái vị phạm thiên quả tam thiền vậy. Cho nên gọi là thân đồng tưởng dị. Rồi thứ tư là cái cõi thân đồng tưởng đồng, là cái hữu tức là ba cõi tam thiền, cõi đoạn quả và năm cõi tịnh cư. Cõi tam thiền đó thì các vị phạm thiên này chỉ tục sinh bằng một tâm duy nhất là tâm thiện, bằng tâm quả tứ thiện sắc giới thôi. Tâm quả ngũ thiện sắc giới. Ba cõi sơ thiền, ba cõi tâm thiền là tứ thiền. Cái này thì quý vị có thể hơi bị lộn xộn một chút. Hệ thống năm thiền của tạng kinh đó, ý, tạng bi diệu pháp là sơ thiền, ngũ thiền, sơ
cho đến ngũ thiền. Còn hệ thống tứ thiền của kinh Tạng thì chỉ có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thôi. Cho nên chúng ta cũng phải biết rằng tứ thiền của Tạng kinh là tương đương với ngũ thiền của Tăng pháp. Tam thiền của Tạng, tứ thiền Tăng pháp, nhị thiền, tam thiền của Tăng pháp thì nó tương đương với nhị thiền Tạng kinh, và sơ thiền của Tăng pháp với sơ thiền của Tạng kinh thì giống nhau. Vì vậy cho nên chúng ta nghe nói đến ba cổ tâm thiền, thì chúng ta phải biết rằng ba cổ tâm thiền, nếu nói theo Tạng kinh là tục sinh bằng cái tâm quả tâm thiền của Tạng kinh, tương đương với tâm quả tứ thiền của Tạng Vi Diệu Pháp. Nó hơi lộn xộn gì. Rồi cõi quản quả cũng là thân đồng tử đồng. Cõi quản quả của Tịnh Cư thân đồng tử đồng, vì trong cái cõi này chỉ tục sinh mà bằng một tâm duy nhất là tâm quả ngũ thiền sắc giới, và thân tướng cũng giống nhau. Cho nên chúng ta xài nó được. Bây giờ nó tướng thứ năm đó gọi là vô tưởng, Asanyi Fumi, là cõi chúng sanh không có tâm thức, tức là không có bốn danh quẩn, chỉ có sắc quẩn thôi. Cõi không vui vi xứ, cõi thức vui vi xứ, cõi vui sự xứ, cõi phi tưởng phi tưởng xứ. Thì khi mà chúng ta nói đến chính hữu tình cư thì chúng ta như thế này. Cái cách mà chúng ta học để chúng ta nhớ đó, thì chúng ta nhớ thế này nha. Cõi nó chia ra có cõi ngũ quẩn, cõi nhất quẩn và cõi tướng dình quẩn, cõi tướng quẩn. Khi chúng ta đề cập đến cõi ngũ quẩn, tức là 11 cõi dục giới và 15 cõi sắc giới hữu tưởng, thì 26 cõi ngũ quẩn này mới chia thành 4 hữu tình cư, là thân vị tưởng vị, thân vị tưởng đồng, thân đồng tưởng vị, thân đồng tưởng đồng. Quý vị nhớ 26 cõi ngũ quẩn là chúng ta chia làm 4 hữu tình cư đó. Còn cõi nhất quẩn tức là chỉ có một sắc quẩn thôi, thì cõi nhất quẩn đó là hữu tình cư vô tưởng. Còn bốn cõi tứ quẩn, tức là bốn cõi vô sắc á, thì chúng ta chia cõi tứ quẩn là chúng ta chia cõi không vô vi xứ, thứ vô vi xứ, vô sự xứ, phi tưởng vi tưởng xứ. Cái này thì dễ học, cái thứ nguyên này dễ học. Rồi lại nữa, từ chính hữu tình cư đó, khi mà chúng ta nói đến bảy cái thức trú quy nhà nạp thí tí, thì quý vị chú ý là phân tích chia sẻ nữa. Từ cõi ngũ quẩn, tứ quẩn, nhất quẩn chia thành chín hữu tình cư. Bây giờ trong chín cư đó, nếu mà nói là cái thức trú thì chúng ta chỉ lấy có bảy thôi, bảy thức trú. Tại sao?
bỏ cõi vô tưởng ra, vì vô tưởng không có tâm, cho nên không có gọi là thức trú. Chúng ta bỏ cõi phi tưởng ra, vì phi tưởng xứ, mặc dù có tâm, nhưng mà ở trên cơn khổ đó thì có cũng như không có. Giống như bây giờ trời đang khô hạn, không có nước để uống, để tắm. Nhưng mà khi có một cái cơn mưa rào chỉ làm cho ướt đường thôi, thì hoặc là lúc mà mưa lâm râm đó, thì gọi là không có nước để tắm. Không có ai mà tắm mưa ở dưới cái trời mưa lâm râm hết. Tại sao vậy? Bởi vì người ta nói mưa lâm râm thì đâu có nước đâu mà tắm. Nhưng mà nói không có nước là không đúng, là bởi vì nếu không có nước thì tại sao mình ra mình đứng ở giữa trời lâm râm một hồi thì đầu của mình nó cũng bị ướt, y phục của mình nó cũng hơi ẩm ướt. Nhưng mà cái ẩm ướt đó và trên da mình nó bị ướt nước đó, cái này nó không gọi là có nước để mà tắm, bị nó quá ít. Cho nên phi tưởng rồi phi phi tưởng, mà cũng chẳng phải là không có tâm. Cho nên cái mà nhập nhằn như thế đó thì chúng ta phải bỏ ra, không kể như là thức trú được, không kể như là thức trú. Như vậy thì nếu mà tính bảy thức trú thì cõi chỉ có tính như thế này: cõi thân dị tưởng dị, thân dị tưởng đồng, thân đồng tưởng dị, thân đồng tưởng đồng, cõi không viên xứ, cõi thức viên xứ, cõi phu dẫn xứ. Đó là bảy cõi thức trú rõ ràng. Còn cái cõi vô tưởng không có thức trú, và cái cõi phi tưởng phi tưởng xứ cũng xem như là không có thức trú. Đó là chúng ta học hai cái đó. Còn thứ sáu, qua cái phần thứ sáu người học là chúng ta nói cõi có như tâm, thì cái này nó dài lắm thưa quý vị. Bây giờ chúng ta ngồi chúng ta tránh nhẫn thì nó sẽ ra thôi. Thí dụ như nói bốn cõi bất hạnh thì chúng ta biết nó có 37 tâm. Tại sao? Thế nào? Cái cõi bất hạnh đó tức là chúng sanh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula không thể nào đắc thiền, không thể nào đắc ra quả,
cho nên bỏ. Phân hủy tâm, tâm thiện ra, tức là 40 tâm siêu thế và 27 tâm đấu đại, bỏ ra. Nhưng mà còn lại thì 54 tâm dục giới cũng không có hết. Tại sao vậy? Vì trong 54 tâm dục giới đó thì những tâm nào mà là tâm của vị A-la-hán thì không có trong cõi bất hạnh. Tức là trong 20 tâm tố đó thì ở đây tâm vị A-la-hán là hết chín tố, chín tầm tố. Còn tâm quả dục giới thì có 23, nhưng mà cái chúng sanh ở dưới cõi khổ á thì không thể có những cái tâm đại quả được, không có tâm đại quả được. Chính vì vậy mà bốn cõi bất hạnh chỉ có 17 cái tâm vô nhân, tức là 15 tâm quả vô nhân. Tâm khai ngũ môn, tâm khai y môn thôi là 17 tâm. Bốn cõi khổ này có đủ 12 tâm bất thiện, tham sân si có đủ. Nhưng mà có điều đặc biệt là cái an ủi cho bốn quả bất hạnh đó là vẫn còn có bốn tâm thiện dục giới, nhưng mà khó sanh khởi lắm thưa quý vị. Nhất là chúng sanh ở địa ngục khó sanh khởi tâm thiện dục giới lắm. Nếu sanh khởi được thì chỉ có ở trong trường hợp này, khi một người ở cõi nhân loại đó mà họ từng làm phước, họ hồi hướng đến cho các cái loài chúng sanh dạ xoa Atula, những chúng sanh diêm vương. Cho nên khi mà họ giờ phút năm chung họ lỡ cái tâm bất thiện, họ sanh xuống địa ngục. Khi mà sanh xuống địa ngục thì cái vị diêm vương đó nhìn thấy chúng sanh này, biết là người trong đời quá khứ có tạo phước, thấy có thiện cảm, cho nên mới hỏi: này người kia, ngươi có thấy ở trên cõi người có vị thiên sứ thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm hay không? Người đó không hiểu mới nói rằng dạ không thấy. Hỏi vậy chứ ngươi có thấy một đứa bé nó sanh ra một người già, một người bệnh, người chết, và người chịu bị hình phạt, bị hành hình, ngươi có thấy không? Dạ có thấy. Khi ngươi thấy như vậy thì ngươi có khởi lên cái tâm để làm được việc thiện gì không? Nếu lúc đó đó chúng sanh tội nhân này khi được nhắc đến như vậy, họ liền chợt nhớ, à lúc đó mình có đi làm phước. Thế họ vừa suy nghĩ như vậy, họ chết, họ sanh về cõi trời liền. Đó là tâm thiện sanh khởi đó thưa quý vị. Còn nếu mà chúng sanh nào hồi lúc ở cõi người mà họ không có quen làm phước, dầu cho được nhắc nhở, được gợi ý để cho nhớ cũng không nhớ được, rồi họ phải chịu khổ ở trong cảnh địa ngục. Điều này đã được Đức Thế Tôn ngài thuyết ở trong bài kinh Thiên Sứ Địa Qua Đồ Tát Sư Tám, ở trong Trung Bộ Kinh. Quý vị nên xem lại trong đó. Cho nên chúng ta cũng an ủi một phần là bây giờ chúng ta
mặc dù chưa diệt trừ được phiền não, chưa đắc chứng đạo quả hết, nhưng mà chúng ta đã có làm phước bố thí trì giới tu thiền thì chúng ta yên tâm. Nhất là chúng ta thường xuyên quán tưởng về khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, rồi chúng ta lo khẩn trương mà tu tập. Lỡ mà có sanh xuống địa ngục vài bữa đi nữa, Diêm Vương hỏi hai ba câu mà gợi ý, mà chúng ta chợt nhớ lại bể tâm thiện chúng ta có làm rồi, thành thường gần y duyên dễ nhớ lắm thưa quý vị. Chúng ta nhớ lại rồi thì chúng ta sanh được cõi trời, cái tâm thiện dục giới sanh lên ngay chỗ đó, đó. Chứ còn ở dưới đâu có cơ hội đâu đi nghe pháp, đâu bục nào pháp đâu. Cho nên chúng ta cứ làm phước, đến lúc đó chúng ta có cái cơ hội chúng ta khởi lên tâm thiện. Còn cái chúng sanh mà ngạ quỷ muốn sanh lên tâm thiện cũng khó. Chỉ có một loài ngạ quỷ là gọi là Paratatubacchimukha, tức là ngạ quỷ đang mong đợi thân nhân hồi hướng phước, thì chỉ có loài chúng sanh đó đó là họ mới có thể sanh khởi tâm thiện, khi mà họ tùy hỷ được cái công đức của thân nhân đã làm. Còn những chúng sanh khác như là ngạ quỷ mà bị lửa cháy, ngạ quỷ mà bị đối khác, cái hạng ngạ quỷ đó là không thể nào mà có tâm thiện khởi lên dễ đâu thưa quý vị, khó lắm. May mắn mà gặp được những vị A-la-hán có thần thông, rồi vị đó sẽ biết được cái này là quý thuộc trong quá khứ, ngài mới tiếp độ bằng cách là ngài khơi dậy cho tâm thị sanh lên một chút. Mà quả quằn lắm thưa quý vị, bởi vì khi mà ở loài người đó không có chịu làm thiện, ngay cả khi mà sanh lên làm người có chùa chiền, có gặp tăng ni Phật tử đi nữa, nhưng mà những người ác đó họ thấy vậy, họ không biết làm phước, họ không biết kính lễ, đừng nói chi là khi chết sanh lên làm quỷ đói rồi đó, thì bây giờ họ càng xa rời với Phật pháp nữa, cho nên khó tâm thiện lắm. Thành thử ra bây giờ đó, khi mà chúng ta được may mắn sanh làm người đó, chúng ta cần phải trân trọng với cái môi trường của chúng ta. Cái môi trường mà sanh làm thân nhân loại là dễ tâm thiện đó, khởi lên lắm, dễ tu tập lắm. Cho nên chúng ta cứ hàng ngày đừng bỏ qua, sáng trưa chiều tối cứ quán vô thường khổ đau vô ngã, sáng trưa chiều tối chúng ta cứ quán xét cái cảnh khổ luân hồi quá khứ hiện tại vị lai, sáng trưa chiều tối có cơ hội thì chúng ta tạo phước Phật, phước đức, phước trí, thì cứ làm hoài như vậy, đừng bỏ qua. Cái này nó sẽ ảnh hưởng đời sau của chúng ta rất là nhiều, cho nên chúng ta ở trong học này thì quý vị chịu khó là chúng ta đọc, chúng ta nghi ngẫm, chúng ta quan hỷ. Bây giờ thì đã hết giờ rồi, nên chúng tôi xin kết thúc cái buổi học ngày hôm nay ở đây, và kính chúc quý vị một ngày được an lạc, một đêm được an lành. Và bây giờ thì xin mời Phật tử MC và đóng rung. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thú lành thay, chúng con thành kính nhận lời tri ân thượng tọa tại sư rất là nhiều. Sa thú lành thay, con Metabanya thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng vi mẫn giảng dạy những dấu nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, không tu các hành lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ấp đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhân tâm hồi hướng nguyện công đức đại làm kết chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Yang kinci kusala kama kapa pangiriya mama kaye na vaja manasa vidase sukatang katang eta ta sanyido atiye yasanta sanyido katang bunya palang mai yang sakipa wantute ye tangkap.